Diện tích là 1 hectare 8, trên bìa là 1 hectare 66, mà giá chỉ có 280 triệu trên một lô. Quý anh chị thấy có rẻ không ạ? Siêu rẻ phải không ạ? Vườn điều đang cho thu hoạch tại huyện Iapa thuộc tỉnh Gia Lai. Đó, cái lô đất của mình nó bằng như một cái sân bóng. Ở đây là cái chất đất đen ạ. Một số là đang cho thu hoạch và một số thì đang chuẩn bị thu hoạch ạ. Ở ngoài thực tế sử dụng của nó là 1 hectare 8 nha, mà trên bìa là 1 hectare 66 ạ. Từ cái vị trí lô đất của mình mà ra tới ngoài cái đường bê tông á thì khoảng chừng 500m, đường ô tô đi vào tới nơi. Về tiện ích trường trạm y tế của xã thì nó đi chừng khoảng 3 km. Huyện Iapa nó là một cái nơi nằm giữa khu vực quốc lộ 19A và quốc lộ 25. Lô đất của mình cách đường tỉnh lộ khoảng chừng 1 km nha. 1 hectare 8 mà giá chỉ có 280 triệu thì em Nga chia ra thì nó chỉ nằm ở khoảng 100 hơn 150 1 hectare thôi. Đất đang trồng điều đang thu hoạch. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này là xin liên hệ đến kênh Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Video mang tới những thông tin hữu ích, quý anh chị hài lòng thì hãy bấm đăng ký kênh giùm em Nga để tạo cho em Nga có động lực làm tiếp những video hữu ích tiếp theo cho quý anh chị tham khảo. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nhé.